Xin chào mọi người, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia một kèo iRot nhận token dự án Shopify nhé. Ok, để tham gia được cái kèo này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả. Mình sẽ để dưới phần bình luận cũng như phần mô tả cho mọi người để tham gia nhé. Sau đấy mọi người sẽ chat report. Ok, mọi người sẽ bấm bắt đầu. Rồi. Bây giờ mọi người sẽ bấm zone error này. Rồi. Mọi người sẽ làm các nhiệm vụ như sau: zone vào tất cả các nhóm channel cũng như là group của Telegram. Tham gia. Xin lỗi mọi người, mạng quá chậm nhé. Bấm trở lại này. Tham gia kênh Chân New. Rồi, đã tham gia rồi. Follow Twitter. Like và tweet. Bấm theo dõi này. Kéo xuống dưới. Bấm like, retweet lại bài đăng. Ok. Rồi, quay trở lại bot. Tiếp theo, follow Twitter, like và retweet gắn thẻ gắn chữ này nhá. Username Crystal. Mọi người tìm dự án của nó. Đây nhá. Bấm thích này. Mình xem này. Cứ like bài này cho mình. Cái dẫn tweet này. Gắn account. Nhập username của nó vào. Rồi sau đây bấm tweet lại này. Rồi, ok. Bây giờ quay trở sang bot. Bấm submit này. Bấm done. Copy profile link của Twitter. Mọi người dám vào đây nhé. Ok. Gửi địa chỉ ví BEP 20 ở trên Twitter Wallet hoặc trên MetaMask. Ok. Zone vào nhánh continue chưa? Đã zone, bấm done. Ok. Link tweet nào. Bây giờ mọi người sẽ vào Twitter, mọi người lấy link mọi người luôn tweet nhá. Link chia sẻ bài đăng nhá. Hồ sơ này. Đây. Link này. Sao chép liên kết. Rồi. Quay trở ra. Dán vào đây. Ok. Bấm start tweet. Rồi. Đây, mọi người sẽ nhận được 100 token, 100 đô token Subfit nhé. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn mọi người dự án nhận token Subfit, Subri. Mọi người thì có thể đăng ký dưới link phần mô tả, cho mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người đăng ký nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi dự án tiếp theo. Nhớ like, subscribe kênh YouTube để cập nhật và đón xem những video mới nhất mình chia sẻ nhé.